Xin phép được gọi Quảng Xương ạ. Bệnh nhân nữ 25 tuổi ạ. Vâng, xin kính chào các thầy cùng kính chào các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Sau đây xin phép được báo cáo case study của bệnh nhân Quảng Xương. Bệnh nhân chính họ tên là Nguyễn Thị Việt Anh, 25 tuổi. Vào viện hồi 22 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 2020 với cái lý do là thai 38 tuần 6 ngày trong bụng từng cơn. Tiền sử không mắc bệnh lý của ngoại khoa nào, sản khoa thì qua đau bụng không, phụ khoa thì kinh nguyệt đều chu kỳ 20-30 ngày, ngày hành kinh từ 3 đến 5 ngày số lượng bình thường. Tiền sử gia đình không có bệnh lý di truyền nào. Bệnh sử thì qua đau bụng không, theo dự tính sinh 3 tháng đầu thì hiện tại là thai 38 tuần 6 ngày. Sản phụ này có được khám và quản lý thai ngay tại phòng khám tư, được đo huyết áp tuy không thường xuyên và hiện tại thì không ở phòng khám tư không có ghi nhận tăng huyết áp hay là các bất thường về bệnh lý khác. Cách vào viện 2 giờ thì sản phụ có xuất hiện đau bụng từng cơn, bụng hạ vị nên vào viện. Khám hiện tại thì sản phụ tỉnh da niêm mạc hồng, chiều cao 1m56, cân nặng 60kg, phù 29,5, phù trắng, phù mềm, không xuất huyết dưới da, mạch 100 lần trên phút, huyết áp 140 trên 100mm thủy ngân. Và cái này sau đo sau 30 phút nghỉ ngơi thì vẫn là như thế. Nhiệt độ 37 độ, không đau đầu, không nhìn mờ, không đau bụng vùng hạ sườn phải. Tiếng tim thì đều, không tiếng tim bệnh lý, phổi thì rì ào hai bên rõ, không có đăng, bụng mềm. Khám sản thì tử cung hình chứng tư thế trung gian, ngôi đầu cao tử cung 26cm, vòng bụng 100cm, cơ co tử cung thì thoáng qua, tim thai 140-150 lần trên phút, tần sinh mô lâm cũng đạt bình thường, cổ tử cung đóng kín. Kết quả cận lâm sàng thì trong kết quả xét nghiệm máu thì các cái pin liên quan đến mức độ nặng của tiền giật là không có. Đặc biệt có chú ý một chút là về cái cholesterol của bệnh nhân lần 1, các em làm có chỉ số là 32,17 mmol/L và triglyceride là 93,18 mmol/L. Hai cái số LDL, HDL là bình thường ạ. Và bệnh nhân này sau có các em có theo dõi sau 8 tiếng là có làm lại nên là kết quả cholesterol lần 2 là 42,81 mmol/L, triglyceride là 13,18 mmol/L và hai chỉ số LDL, HDL cũng trong là bình thường. Kết quả siêu âm thì hiện tại cũng là bình thường, một cân nặng 3.300g và tim thai bình thường, đo bóng mắt sau. Kết quả điện tim thì có nhịp xoang mà 106 lần trên phút, không có cái gì đặc biệt cả. Và kết quả nâng stress test thì hiện tại cũng là bình thường. Và bệnh nhân này có được chẩn đoán là thai 38 tuần 6 ngày lần 1, ngôi đầu chuyển dần dần trên, bệnh nhân tăng lượng máu. Hướng xử trí là mổ lấy thai và phương pháp vô cảm là tê tủy sống. Và điều hướng điều trị sau mổ đấy là kháng sinh tăng co và đặc biệt chú ý cái hàm lượng máu. Và có một số cái vấn đề em phân vân trong cái trường hợp này nhờ các thầy và các quý đồng nghiệp giải quyết giúp, là đầu tiên là về chẩn đoán, trong đấy đặc biệt là có cái chẩn đoán là kèm theo tăng mỡ máu đã phù hợp chưa và hướng xử lý như thế đã hợp lý chưa. Hai là nếu mà chưa hợp lý có cần bổ sung thêm các cận lâm sàng gì khác hay không. Còn nếu trong trường hợp không có tiền sản giật kèm theo mà chỉ có tăng mỡ máu đơn thuần thì hướng xử lý là có gì thay đổi hay không, có nghĩa là mổ hay là để thường. Có cần phải điều trị các thuốc hàm lượng máu trước trong và sau mổ không ạ? Nếu có thì phác đồ như thế nào? Còn phương pháp vô cảm thì có gì chú ý trong cái trường hợp tê tủy sống hay là gây mê nội quản không ạ? Và thứ sáu là sau mổ thì có nguy cơ tắc mạch không? Và đề phòng cũng như điều trị nếu có cái nguy cơ này như thế nào? Và cuối cùng là trong cái trường hợp tăng mỡ máu mức độ cao như thế này thì có cái nguy cơ cấp tính thì cho sản phụ và thai cả trong giai đoạn mang thai và giai đoạn trong và sau đẻ hoặc mổ không ạ? Đấy thì báo cáo với các thầy là trường hợp này thì về sản khoa về cái tiền sản giật thì em cũng không có băn khoăn gì lắm. Tuy nhiên thì đây là trường hợp đầu tiên là các em gặp cái trường hợp tăng mỡ máu rất là cao và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Chính vậy nên tuần trước là em bị gửi hội chẩn để cho cái hướng xử lý cái sau mổ này, em rất là sợ nguy cơ huyết khối, đặc biệt là trên cái bệnh nhân mổ lấy thai và bệnh nhân lại tiền sản giật thì huyết khối tăng lên nữa thì cái mỡ máu cao như thế này em rất là băn khoăn. Chính vậy nên tuần trước không mổ được, không hội chẩn được các thầy nên mà thành ra em đã phải hội chẩn với bệnh viện phụ sản và đã chuyển lên trên đấy, và sau đấy thì bệnh nhân có lên và mổ ngay. Sau mổ thì cũng không có hiện tại thì bệnh nhân đã mổ và ra viện và sức khỏe hiện tại ổn định và có hẹn lại để thăm khám lại cái tình trạng tăng mỡ máu. Thế thì em xin phép được cảm ơn và kính chúc sức khỏe các thầy. Vâng, xin cảm ơn bệnh viện Quảng Xương Thanh Hóa. Hôm nay chúng ta có chuyên gia rất là vinh hạnh là đến bệnh viện tôi là chuyên gia Nguyễn Cảnh Trương. Thầy là chuyên gia về sản phụ khoa của bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người có rất nhiều kinh nghiệm sẽ tham gia chủ trì hội chẩn ngày hôm nay. Ngoài ra có các chuyên gia khác như là quen thuộc như chị Nga, phó sư Nga về nội tiết, và
đây là một cái ca tôi nghĩ là cũng không phải là quá hiếm gặp đâu ạ. Chúng tôi gặp cũng khá thường xuyên. Do đó xin phép mời thầy Trương bắt đầu các ý kiến của mình ạ. Vâng ạ. Thưa thầy Hiếu, thưa các thầy cô và thưa anh chị em và đồng nghiệp, không biết có nghe rõ không ạ? Vâng. Chúng tôi cũng xin phép là bám sát theo những cái câu hỏi mà bên Bệnh viện Quảng Xương cũng đã yêu cầu. Thứ nhất là chẩn đoán, đặc biệt kèm theo mẫu máu và xử trí phù hợp chưa. Thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ là xử trí cũng đã tương đối là phù hợp ạ. Bởi vì thế này, bởi vì trong trường hợp này chúng ta có một cái trường hợp tiền sản giật trên một cái thai phụ. Trường hợp này tương đối là rõ ràng và nó cũng đã tiệm cận với các cái tiêu chuẩn của tiền sản giật nặng rồi và thai đủ tháng rồi. Thế thì cái việc chúng ta gây chuyển dạ nó cũng sẽ khó khăn và cái thời gian chờ đợi nó sẽ rất là lâu. Cho nên chúng tôi cũng nhất trí với cả cái xử trí của chúng ta mổ lấy thai. Tôi nghĩ như vậy là hợp lý ạ. Thứ hai là có cần bổ thêm sung thêm gì cận lâm sàng gì không ạ? Trong ngành sản khoa chúng tôi thì thường xuyên gặp cái tình trạng mà tăng mỡ máu, tăng triglycerides. Tuy nhiên cái mức độ tăng nó không cao ở cái người phụ nữ có thai, đặc biệt quý 2 và quý 3. Thì do cái đặc điểm chuyển hóa, hormone estrogen progesterone nó có cái làm tăng mỡ máu, tăng triglycerides. Tuy nhiên thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong sản khoa thì tăng 150% so với người bình thường thì mới gọi là tăng, chứ còn nếu dưới 150 thì chưa gọi là tăng. Tuy nhiên cũng có hai cái mốc, tức là nếu mà tăng trên 6 mmol thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, đây là trường hợp nặng. Và một cái mốc thứ hai là trên thế giới người ta cũng ghi nhận một số những cái trường hợp nhất định. Đó là nếu trên 20 mmol triglycerides thì nó liên quan, chúng ta phải cẩn thận rằng nó có thể diễn biến đến cái viêm tụy cấp. Bởi vậy thì chúng ta cũng cái này thì chắc bệnh nhân chuyển đi rồi, mổ rồi thì cũng không biết làm sao, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý những cái trường hợp này chúng ta có thể xét nghiệm thêm amylase và lipase trong máu. Có tăng mỡ máu đơn thuần thì hướng xử trí có gì thay đổi không ạ? Nếu mà chỉ đơn thuần thôi thì chúng ta cũng có thể tiếp tục theo dõi, chứ chưa không nhất thiết là chúng ta phải phải mổ đẻ trong trường hợp này nếu như không có kèm tiền sản giật. Chủ yếu trường hợp này chúng ta xử trí đó là do tiền sản giật. Có cần điều trị thuốc hạ mỡ máu trước và trong sau mổ không ạ? Vâng. Trước mổ thì các cái trường hợp thuốc hạ mỡ máu thường trong tình cái thai nghén chúng ta sẽ không sử dụng. Sau mổ thì tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được vì lúc em bé đã ra đời rồi. Phương pháp vô cảm các anh chị dùng tê tủy sống cũng là tương đối hợp lý ạ. Chúng ta cũng không cần nhất thiết phải gây mê ngồi khí quản trong trường hợp này. Sau mổ có nguy cơ tắc mạch không và đề phòng điều này như thế nào ạ? Sau mổ có nguy cơ tắc mạch ạ. Những cái trường hợp như thế này thì có thể có nguy cơ tắc mạch, đặc biệt là các khối cấu tĩnh mạch sâu. Bởi vậy thì trên thế giới người ta khuyến cáo là những trường hợp như này chúng ta có thể dùng các cái heparin trong lượng phân tử thấp như là Lovenox chẳng hạn, người ta tiêm trước mổ một vài giờ, sau đó thì dùng sau mổ trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày để tiếp tục đề phòng cái nguy cơ khối sâu. Tăng mỡ máu nào là nguy hiểm ạ? Vâng, như tôi vừa nói ở trên hai cái mốc 6 mmol nó gọi là tăng cao, và trên 20 mmol thì chúng ta sợ rằng liên quan nhiều, người ta thấy liên quan nhiều đến cái biến chứng là viêm tụy cấp. Có nguy cơ cấp tính gì sản phụ trong và thai trong giai đoạn mang thai trong và sau mổ ạ? Nguy cơ cấp tính là như vậy ạ. Thế còn nguy cơ nói chung thì người ta thấy rằng cái việc tăng triglycerides trong máu nó liên quan mật thiết đến hai cái bệnh, một là tiền sản giật và hai là tiểu đường thai kỳ ở trong thời kỳ mang thai. Chính vì vậy thì trên bệnh nhân này chúng ta thấy rằng là đã có cái hiện tượng là liên quan đến tiền sản giật. Không hiểu là sau đó thì diễn biến ra sao, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì hai cái này nó rất là đồng hành cùng với nhau, và chúng tôi gặp nhiều trường hợp tăng triglycerides liên quan đến hai cái bệnh lý trên. Tuy nhiên thì cũng phải comment tiếp theo luôn với thầy Hiếu ạ, là tăng cao như thế này thì rất hiếm gặp ạ. Tăng thì gặp nhiều, nhưng mà tăng đến 100 linh mấy này cũng không, trong sản khoa không gặp mấy đâu ạ. Và trong sản khoa không gặp tăng mấy nhiều như này, có tăng thì nhiều nhưng mà tăng cao này thì cũng ít. Sợ đúng không? Vâng. Thế nếu mà là thầy thì thầy sẽ xử trí thế nào? Vẫn mổ thôi chứ? Vẫn mổ thôi ạ. Vâng. Như vậy là thầy Trương nói rất rõ ràng rồi. Thầy vẫn mổ và tôi nghĩ là Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương lần sau ta vẫn mổ thôi ạ. Đã không quá lo lắng để chuyển bệnh nhân đi. Tuy nhiên là tôi có mấy comment thế này. Trong vì nghề mỡ máu là nghề chúng tôi thường xuyên phải chữa bệnh cho bệnh nhân. Chúng tôi là bệnh nhân bác sĩ tim mạch mà. Thì bệnh nhân mỡ máu gặp rất nhiều. Thì trong các cái thành phần của mỡ máu đấy, ở đây chúng ta thấy là triglycerides tăng rất cao, lên đến 93 mmol. Cholesterol tăng cũng cao, nhưng mà cái thành phần của LDL chỉ là 2,41 và thành phần HDL là 0,9. Như vậy là nó không thay đổi quá nhiều so với bình thường. Cholesterol tăng đây chủ yếu là tăng triglycerides. Và đây là một trường hợp chúng ta phải nghĩ nhiều đến gọi là tăng triglycerides có tính chất gia đình nữa. Tôi xin đề nghị là ở bệnh nhân này ở quê Quảng Xương chúng ta đúng không ạ? Thì chúng ta nên hỏi thăm thêm tình trạng các người trong gia đình của bệnh nhân. Đặc biệt người có tăng triglycerides gia đình này sẽ rất có nguy cơ bệnh lý mạch vành, bệnh lý viêm tụy như là thầy Trương nói.
và chúng ta tầm soát giúp. Đấy chính là cái nguy cơ cho người bệnh sau khi đẻ xong chúng ta cần phải theo dõi. Đây câu hỏi cuối cùng của các bạn là cần phải theo dõi gì, thì chúng ta vẫn cần theo dõi cái rối loạn mỡ máu này tiếp theo trong thời gian kéo dài. Nếu sau 6 tháng bệnh nhân được dùng chế độ không dùng thuốc, vì đằng nào bệnh nhân đang cho con bú thì tôi không khuyên cho bệnh nhân dùng thuốc trường hợp này. Chúng ta dùng chế độ sinh hoạt ăn uống để làm sao cho giảm triglyceride. Cái này các em có thể dễ dàng download ở trên các guideline hướng dẫn của Hội Tim Mạch Việt Nam. Chúng ta có 6 tháng không dùng thuốc mà tình trạng triglyceride vẫn tăng cao thì lúc chúng ta có thể bắt đầu dùng thuốc để điều trị. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý không cứ cho trường hợp này, tất cả trường hợp bị rối loạn mỡ máu khác mà chúng ta đang điều trị thuốc mà chúng ta dùng đột ngột thì còn nguy hiểm hơn là chúng ta không dùng cho bệnh nhân. Thế do đó khi chúng ta bắt đầu kê đơn thuốc dùng mỡ máu cho người bệnh, chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân biết thuốc hạ mỡ máu chỉ có tác dụng hạ trong giai đoạn dùng thuốc. Đến khi hết thuốc có thể mỡ máu sẽ tăng trở lại, và như thế cái biến chứng biến cố tim mạch trong các nghiên cứu nó còn xảy ra nhiều hơn khi là chúng ta không dùng thuốc. Thế chính vì vậy các bác sĩ ở bệnh viện Hà Nội có thể cho bệnh nhân thuốc hạ mỡ máu, nhưng mà nếu gặp quay trở lại bệnh viện Quảng Xương, chúng ta giải thích cho người bệnh thật kỹ lưỡng vì chúng ta có thời gian. Chúng ta hướng dẫn cho người ta chế độ không dùng thuốc và sau 6 tháng theo dõi, nếu mà tiếp tục tăng mỡ máu chúng ta dùng thuốc. Chúng ta hỏi thêm cho gia đình xem người ta có yếu tố nguy cơ gì không, có ai bị bệnh tim mạch không, có ai bị viêm tụy cấp chưa, có ai đột tử chưa, để chúng ta hướng dẫn cho người bệnh sẽ có lợi cho người bệnh hơn. Cuối cùng một yếu tố rất quan trọng khi bệnh nhân rối loạn cholesterol máu và triglyceride, đấy chính là yếu tố chuyển hóa. Thì hôm nay trong hội trường trực tuyến có giáo sư Vũ Bích Nga sẽ nói, vì khi bệnh nhân mà bị loạn mỡ máu mà kèm theo yếu tố tăng đường máu thì phải điều trị hoàn toàn khác, câu chuyện nó sẽ sang một cái trang khác cho bệnh nhân. Xin phép mời giáo sư Nga. Cảm ơn thầy Hiếu. Các bạn cũng cho một cái ca đúng là tăng mỡ máu trong lúc mang thai ở một người trẻ thế này thì là quá cao. Cũng cho tôi hỏi một chút là các bạn làm bởi vì là khi mà triglyceride tăng cao quá ấy, thì cái việc mà định lượng LDL cholesterol thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nó làm sai số rất là nhiều, vì nó làm đục cái huyết thanh đi. Thì không biết là sinh hóa đấy các bạn định lượng như thế nào, chắc mình cũng phải lưu ý tới cái việc mà xét nghiệm của mình. Vâng, em xin phép cô là sẽ có em sẽ mời xét nghiệm lên trả lời cô câu hỏi này, nhưng mà ngay nhìn trên mắt thường trên lâm sàng ấy, có nghĩa là lúc khi mà lấy lần đầu là các em đã thấy vàng, và hôm sau lúc sau ly tâm là cái gần như cũng đạt xuống cái trường hợp cây cột ca bệnh dưỡng chất khi nãy ấy. Thì khi đấy các em rất là nghi ngờ và rất sợ. Thì các về sáng qua thì em không phải phân vân gì cả, nhưng riêng về cái trường hợp tăng quá nhiều và nhìn ngay bằng mắt thường mình đã nhìn thấy như thế, thì lần đầu tiên các em nhìn thấy thì nhìn bằng mắt thường đã thấy nó trắng đúng rồi, đúng rồi. Khi mà tăng cao quá thì nhìn bằng để một lúc là cái huyết thanh nó sẽ đục ngầu và bạn sẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường được ngay. Do vậy trong trường hợp này mình định lượng LDL cholesterol nó cũng không có giá trị gì đâu. Đúng như thầy Hiếu đã nói thì cái này khi tăng cao quá thì các em phải chú ý tới cái bệnh lý về mang yếu tố di truyền về gia đình. Thế thì ngoài ra thì các em cũng ở đấy có làm được xét nghiệm hormone tuyến giáp không? FT4 tê sát không? Chưa. Dạ, chưa làm được không? Ở chỗ các em có làm được không? Nếu làm dạ, chưa được, làm được không? Chưa làm được. Thì cái này chắc cũng phải kiểm tra vì suy giáp nó cũng làm cho tăng mỡ máu rất là nhiều. Thì mình cần phải kiểm tra hormone tuyến giáp cho bệnh nhân nữa. Bên cạnh đó thì khi mà triglyceride ở phụ nữ mang thai mà cao quá này thì đúng như thầy Hiếu và thầy Trương đã nói, cái nguy cơ xảy ra viêm tụy cấp là rất lớn. Chính vì vậy mà các em có thể cũng may là bệnh nhân đủ tháng rồi, các em mổ đẻ ngay thì tốt. Tuy nhiên các em cũng có thể dùng, duy nhất trong lúc mang thai thì các em có thể dùng omega 3 cho bệnh nhân. Ngoài ra để chuẩn bị mổ thì hoặc là bệnh nhân không mổ, các em cũng có thể dùng Lovenox. Lovenox nó cũng có thể làm giảm được triglyceride và cũng làm giảm được cả và omega 3 sẽ cũng làm giảm được triglyceride. Còn lại thì fenofibrat thì các em không dùng được. Có thể lúc đấy các em có thể cho bệnh nhân dùng ngay và đồng thời cho bệnh nhân nhịn ăn, bởi vì mức triglyceride tăng cao quá thì cái nguy cơ viêm tụy cấp của bệnh nhân là rất lớn. Và khi mức triglyceride mà trên 20 thì dù là có triệu chứng của viêm tụy cấp hay không có viêm tụy cấp thì các em cũng phải dùng thuốc ngay. Thì nếu với những cái ca này thì
thì có thể các em sẽ cho Lovenox ngay và các em sẽ cho luôn omega 3. Omega 3 là dùng được trong lúc mang thai. Còn lại cholesterol toàn phần thì trong lúc mang thai chúng ta cũng không dùng được statin. Chỉ duy nhất là nhóm lợi mật là cholestyramine là Kestrel có thể dùng được cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên thì khi mà triglyceride cao quá thì người ta cũng không thể dùng được cái Kestrel đó. Do vậy trong trường hợp này các em có thể cho ngay omega 3 và Lovenox, sau đó các em mổ đẻ. Thế đẻ xong thì với mức mà triglyceride tăng cao quá này thì ngoài cái chế độ ăn mà triglyceride trên 20 thì các em cũng cần phải dùng thuốc ngay cho bệnh nhân. Và lúc này thì chúng ta sẽ xem về yếu tố gia đình và có thể phải làm thêm gen nữa. Một số các bệnh gen liên quan tới rối loạn lipid máu thì ngày nay người ta cũng có thể điều trị được, can thiệp được bằng các cái thuốc. Và cái nguy cơ tim mạch thì như thầy Hiếu đã nói rồi, nguy cơ tim mạch rất cao đối với bệnh nhân này. Và cái này có lẽ là trước khi mang thai mình cũng không tầm soát cho bệnh nhân. Do vậy mà cũng may là bệnh nhân này cũng đã thành công. Chứ không thì cũng có rất nhiều nguy cơ cho bệnh nhân này. Các em có câu hỏi gì nữa không? Bệnh nhân đã quay lại Quảng Xương chưa? Bệnh nhân đã quay lại Quảng Xương chưa? Dạ. Bệnh nhân đã quay lại. Em liên hệ rồi ạ, thầy. Bệnh nhân sẽ quay lại để em tầm soát cái yếu tố như cô vừa nói ạ. Chưa quay lại chứ ạ. Bệnh nhân vẫn đang ở trên bệnh viện phụ sản đúng không ạ? Khoảng mổ xong rồi, về nhà rồi ạ. Em đã liên hệ trực tiếp với bệnh nhân để em quay lại để em kiểm tra để tầm soát lại cái tăng triglyceride và cholesterol. Vâng, chúng ta nên làm lại xét nghiệm máu cho bệnh nhân. Nếu mà xét nghiệm máu bây giờ lại giảm xuống tốt quá thì lại là mừng cho người bệnh đấy. Nha, chúng ta cứ bình tĩnh vì bệnh nhân này là bệnh nhân người ta đã vượt qua một cái cuộc đẻ nặng nề rất là tự nhiên rồi. Chúng ta bây giờ sẽ làm tốt cho người bệnh hơn thôi. Vâng. Xin phép hỏi khoa xét nghiệm ạ. Có nhiều trường hợp mà vừa rồi lấy máu có thấy lạ gì không và có cái ý kiến gì không ạ? Dạ, em kính thưa thầy cô ạ. Thì bắt đầu tiên về cái cảm quan khi mà quan sát cái huyết tương ấy ạ. Thì huyết tương thì có nặng như sữa ấy ạ. Sau đó thì em có pha loãng trên máy COVAX C311, pha loãng 10 lần và sau đó pha loãng 20 lần ạ. Nghĩa là không, em làm xét nghiệm giống hệt như các trường hợp khác thì không có không có một cái động tác gì vào thêm đúng không? Dạ, em có pha loãng ra 10 lần và 20 lần ạ. Em pha loãng ra? Pha loãng cái huyết tương ạ. À đấy ạ. Vâng, tôi thì cái này thì lần sau tôi khuyên là cứ làm như bình thường cái đã, xong rồi tính tiếp nhé, đừng đấy là sáng tạo nhưng mà nó cũng không được tốt lắm đâu. Bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa là... Dạ không phải ạ, đầu tiên là em có làm quy trình như bình thường ạ. Vâng. Sau đó là trên hệ thống máy thì có cái khuyến cáo là phải pha loãng cái xét nghiệm đấy ra. Vâng. Sau đó là em mới pha loãng 10 lần và 20 lần thì... Thế cái lúc làm như bình thường thì là bao nhiêu, kết quả bao nhiêu? Lúc làm như bình thường ấy có dạ, kết quả lúc chứ? Làm máy báo lỗi đúng không? Dạ cũng dạ. Lúc mà làm mà không pha loãng thì kết quả thế nào? Dạ đầu tiên lúc chưa pha thì kết quả nó trên 60 đấy ạ. À thế pha loãng ra thành trên 90 đúng không? Vâng. Dạ vâng. Vâng. Vâng, thế bây giờ tôi hỏi câu cuối cùng thôi là các em có xem lại cái kết quả xét nghiệm của bệnh viện phụ sản không? Có hỏi lại người ta là bao nhiêu không? Lúc mà lên phụ sản chắc chắn người ta làm lại đấy, thì người ta là cho bao nhiêu, kết quả bao nhiêu? Em thưa thầy là khi em liên hệ với bệnh viện phụ sản thì vẫn khẳng định là đây là một trường hợp máu rất là cao. Chứ không nói kết quả bao nhiêu ạ? Và không ạ, em chỉ liên hệ thì vì trường hợp này cũng là trường hợp mà một bác sĩ quen của em mổ thì bác bảo là trường hợp này cũng rất là cao, thế thôi chứ cũng không. Vâng, bây giờ tí nữa em cầm điện thoại gọi lại cái bác sĩ quen ấy, hỏi xem chính xác là kết quả xét nghiệm triglyceride ở phụ sản là bao nhiêu để chúng ta học thôi nhé. Nhiều khi có khi là cái sáng tạo của chúng ta pha loãng 20 là tốt ấy, là đúng ấy. Nhé, chúng ta học thôi, tất cả tôi cũng học, em cũng học để xem cái sự khác biệt thế nào giữa hai cái xét nghiệm của chúng ta nhé. Vâng, cảm ơn các bạn, có hỏi gì nữa không ạ? Tí điện thoại lại cho tôi biết nhé, tí tôi sẽ hỏi lại. Cảm ơn em. Xin phép vì thời gian đã bị quá giờ, tôi xin phép chuyển nhanh sang đầu cầu Hà Tĩnh.